Rồi ok, hôm trước thì chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để mình chế tạo rồi đúng không? Chế tạo một cái nối mềm cho ống gió ha, nối mềm ống gió chữ nhật. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp ống gió tròn ha, ống gió tròn. Nối mềm cho ống gió tròn thì ống gió tròn thì cũng tương tự thôi, đúng không? Ống gió tròn tương tự thôi. Thì việc của bạn là chúng ta sẽ dùng thằng này và các bạn sẽ edit nó ha. Edit nó, chuyển nó về dạng là dạng tròn ha, chuyển nó về dạng tròn. Thì trước khi chuyển thì bạn xóa đi rồi lưu lại cho tôi thêm một cái file mới. Save as nhé, family, bởi vì nó đã có một vài thiết lập sẵn rồi. Đấy. Đặt cho nó là ROC ha. Rồi về mặt bằng đó thì nó cũng tương tự thôi ha, các bạn cũng làm tương tự thôi. Đầu tiên thì chúng ta về mặt đó, mặt lép đi đó, các bạn sẽ là grid rồi và tạo cho tôi cái intrusion đây, hình tròn ha, hình tròn được chưa, để ý. Rồi mình sẽ đó là D I đi ha, DN hoặc là D I rào đất đi. Đấy. Ok, đó. Rồi mình sẽ có thêm một cái đường kính trong. Đây. Đường kính trong. Cho nó offset vào 2 ly đi. À, đó đây ok, hát xóa đi nhá, rồi với kép cũng vậy, rồi đây rồi để đi thì sẽ bằng thằng này chia 2 đúng không, thằng này trừ cho trừ 4 đi ha. Đó finish rồi, thằng này các bạn sẽ khóa vào đây, thằng này các bạn cũng khóa vào đây được chưa, rồi thằng này các bạn đây cho thằng này là đường kính ngoài ha, đường kính ngoài đây để rào đất ok chưa, rồi thằng này các bạn co copy qua cho nhanh, nó kéo qua đây lóc lại, kéo qua đấy lóc lại đúng không, rồi kiểm tra lại thằng này ha, rồi ok parameter là không bị thay đổi là được rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ là tạo phần phần bạt đúng không? Hai thằng này thì các bạn sẽ là cho tối tôn ha, tôn. Rồi còn bên này thì các bạn để tôi cái bạt ha. Bạt. Đó. Bạt thì nó cũng làm tương tự như lúc nãy thôi ha. Như lúc nãy. Đấy. Thì các bạn sẽ sử dụng cái gì? Sẽ sử dụng mặt mặt lép được chưa? Rồi chúng ta grid sweep đúng không? Rồi sketchpad chọn đây đó, rồi để ý đúng không, các bạn cũng điểm nó vào tab cái các bạn lưu ý nhé, phải khi nào nó hiện lên này đó, mờ là có nghĩa là đang tab ở cái đường ống ở phía sau nha, còn để cho nó hiện lên đây thì mới đúng. Để rào đất rồi ok, edit profile rồi
và việc của bạn bây giờ là vẽ nó ra thôi ha, vẽ nó ra. Đây, chúng ta sẽ vẽ nó ra. Thì trước khi vẽ nó ra thì các bạn sẽ phải là về lại cho tôi cái mặt bét. Đây, để ý ha, thằng này các bạn sẽ khóa thằng này lại, bỏ thằng này đi. Xóa luôn đi. Cho nó đi ra đất đúng không? Rồi, thằng này các bạn CO cho nó xuống ha. 0.5. Đây. Lock lại. À. Trong hai lock lại luôn. Rồi, nhiệm vụ của bạn bây giờ cùng vẽ ra thôi ha, vẽ ra. Vẽ ra. Các bạn dùng grid này. À, về mặt là left được giá dùng create sweep mua sweep rồi chọn cho tôi sketch pad đây chưa rồi cho nó là để rào đất. Ok, edit profile qua mặt bét. Việc của bạn bây giờ là vẽ nó ra ha, vẽ nó ra. Dùng cũng dùng là SP line. Từ đây vẽ ở đây đúng không? Hơi lớn nhỏ lại thôi về theo kiểu là uốn lượn vậy thôi ha, thể hiện là cái bạt sao cái bạt đấy ha. Rồi tiếp theo là align nó vào AL qua lại dạ rồi tiếp theo từ đấy vẽ xuống đây đúng không qua đây rồi align
Đấy, Phoenix cái. Đó. Được chưa? Rồi thằng này cho nó cái vật liệu canvas. Ok chưa? Kiểm tra xem. Đó. Ok chưa? Đấy. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ create này. Vài connector ha. Đất connector. Đây. Chưa? Cho nó là gì? Rào đúng không? Diameter. Cho nó là fitting. Rồi. Loại thì mình sẽ cho nó là đất accessory. Ok. Control S. Được chưa? Rồi ok. Tiếp theo thì đây là hoàn thiện nhóm vậy là ok rồi nhá. Nhưng mà tôi sẽ có thêm một số cái nữa. Ví dụ như tôi sẽ làm cho nó cái G kết nối ha, G kết nối ở đây. Và những con tán ha, những con tán. Đối với thằng này thì mình thường hay dùng tán để mình kết nối với những cái ống gió kia. Rồi thì đầu tiên thì các bạn sẽ làm gì? Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy cho tôi chuẩn bị trước nha, chuẩn bị cho tôi một cái family đã. Connector trước đi, connector trước. Đây, dạng này ha, dạng này. Load vào. Đấy. Rồi tôi đặt nó về đây. Mặt bằng này. Đó. Tôi sẽ AL nó. Đấy, xoay nó ha. Align. Bắt nó vào đây. Rồi, thằng này thì các bạn sẽ có cái đế áo này. Tôi sẽ cho nó bằng đế áo của thằng này. Được chưa? Rồi, align nó vào. Tìm ra cái nét tâm của nó. Để tìm nét tấm nhấn á thì các bạn thằng này các bạn vẽ tôi một đường delay à, delay đây rồi loát vào lại hoặc là không được thì các bạn sẽ dùng cho tôi cái thằng là like. Xem thấy không? Đấy, AL. Đó, lọc lại. Bên này cũng vậy. Các bạn create similar. Đặt qua đây này ha. AL. Lọc lại. AL. Lọc lại. Thằng này là phải lock ngay vị trí này này ha. AL lock lại. Đấy. Vậy nó mới đúng. Được chưa? Thằng này thì các bạn có thể cho nó ngắn lại chút xíu. Để out. Rồi, tôi sẽ edit chút xíu. Có thể tôi sẽ cho nó ngắn lại ha, lại tầm 5 thôi. Đó, 5 thôi. Lock lại luôn ha. Lock vào. Đó. Rồi những cái thằng này cũng vậy. Edit style 5 ok.
Rồi chỗ này thì các bạn sẽ cái gì, cho nó cái vật liệu ha, cho nó vật liệu edit type tone ha. Đó. Về cái mặt lép về tôi sẽ edit thằng này chút xíu ha, edit thằng này chút xíu đó, khi đó thì nó không bị đè lên ha. Ok chưa? Rồi tiếp theo là lấy cái đinh tán ha, đinh tán lấy tôi cái family đinh tán vào. Rồi, tôi sẽ loạt nó vào ha, loạt nó vào. Đó, cũng đặt vào đây thôi. Rồi, align nó vào. Lock lại đúng không? Thì thằng này các bạn sẽ cho nó nằm ở giữa này. Copy ra đây một đoạn. DI đúng không? EQ cái. Thằng này cũng vậy, CO. DI đúng không? Quy cái đúng không? Rồi AL cho nó vào về mặt lab. Ok chưa? AL thấy ha. Lab. Đấy. Rồi. Vào đây đúng không? Lấy tôi thêm một cái nữa đúng không? Chris Similar. Đây. Đó. Align nó vào, lock lại. Align nó vào, lock lại qua mặt lab. Lock lại. Ok, đó. Được chưa? Rồi những thằng này thì tôi sẽ là cho thằng này là visible thôi, lock vào. Đó, rồi kiểm tra xem nó chạy thế nào. Ví dụ như nó là 500. Đấy. Ok, hai thằng này mình chưa có khóa đường kính đúng không? Khóa đường kính. Đây, cho nó cái đường kính. Để out. Đó, chào đi ao cái nó nhảy ra. Đó thì chúng ta đã có được á. Đó, những con pin tán ở đây. Được chưa? Rồi. Ok, rồi chúng ta sẽ đưa vào và test vào dự án ha. Đẩy vào dự án và test thử. Rồi, ví dụ vị trí này nhá, vị trí này. Ok chưa? Thì các bạn sẽ load thằng kia vào. Đây đúng không? Loạt vào. Rồi, DA. Mặt vào. Đó. Ok chưa? Thấy không? Rồi thằng này các bạn sẽ về mặt bằng cho tôi.
Đó, có thể xóa thằng này đây ha, đẩy nó sát vào luôn. Đấy. Ok chưa? Đó. Chúng là giống thực tế rồi đúng không? Giống thực tế rồi. Thì đây, đây là cách để các bạn đã tạo ha. Đó, đây là cách để các bạn tạo một cái gì? Một cái nối mềm cho ống gió chữ nhật, được chưa? Nối mềm chống rung cho ống gió chữ nhật. Thì hy vọng qua video này thì các bạn có thể là dễ dàng làm được những cái phụ kiện ha, phụ kiện nối mềm cho ống gió vuông và ống gió chữ nhật để mình sử dụng cho dự án. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của Gatech 10ND. Nếu hay thì cho chúng tôi một like, một chia sẻ, cũng như subscribe kênh để nhận được thêm những cái video mới hàng ngày. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.